Tại sao cũng hai người cùng làm một công việc, người thì bán được rất là nhiều hàng, được khách hàng yêu quý, còn người thì gặp muôn vàn khó khăn và không bán được hàng. Người mà bán được nhiều hàng là bởi vì họ có 6 C. Chữ C đầu tiên đó chính là chào. Chứ một người khách hàng bước vào cửa hàng thì cái người bán hàng thành công á đã có một lời chào. Dạ em chào anh, em chào chị. Thứ hai là cười. Cái nụ cười là cái món quà đẹp nhất dành tặng cho bất kỳ ai. Thứ ba đó chính là sự chỉ dẫn. Đây chính là một trong những năng lực để cho đi, để thể hiện cái sự nhiệt tình của mình với người khác. Chữ C thứ tư đó chính là chào mời. Chữ C thứ năm đó chính là chốt đơn. Và chữ C thứ sáu, cái người kinh doanh thành công sẽ chúc mừng và cảm ơn. Đây chính là 6 chữ C. Vậy ngoài ra theo bạn thì cái người thành công còn chữ cờ nào nữa không? Hãy comment xuống nào.